Kính chào Hội Thánh, chúng ta cảm ơn Chúa vì thì giờ chúng ta được nhóm lại thờ phượng Chúa trong Chủ nhật đầu tháng. Chúng ta cảm ơn Ngài vì ân điển Chúa đã đem chúng ta qua 11 tháng của năm đầy thách thức khó khăn. Và tin rằng Chúa là Đấng đã ban ơn chúng ta, Ngài sẽ cứ dắt đưa chúng ta, làm chúng ta no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho đời sống chúng ta mạnh mẽ và kết quả cho Chúa để bày tỏ quyền năng của Đấng phục sinh trên mọi cuộc đời của chúng ta. Sáng nay chúng ta đến với Sáng Thế Ký đoạn 27, chúng ta đã được đọc với nhau trong phần đọc Kinh Thánh đối đáp và chúng ta mới vừa nghe đọc phần còn lại. Đây là khúc Kinh Thánh có rất nhiều bài học để chúng ta có thể nhìn lại đời sống chúng ta khi chúng ta bước vào những ngày cuối năm và chuẩn bị cho một hành trình phía trước. Chúng ta biết rằng chúng ta đã trải qua hành trình về sách Sáng Thế Ký và chúng ta đến với nhân vật Isaac ở đây. Đây là gần cuối của cuộc đời Isaac rồi. Và chúng ta biết Abraham là người được Chúa chọn, ông sanh ra Isaac là đứa con lời hứa. Isaac sanh ra hai đứa con sanh đôi là Esau và Jacob. Esau sanh ra trước, Jacob ra kế tiếp. Và tuần trước chúng ta đã học về việc Esau xem thường cái quyền trưởng nam của mình và hậu quả của nó. Sáng nay chúng ta đến với khúc Kinh Thánh này với chủ đề đó là khi quyết định thì chúng ta xem gia đình này quyết định dựa trên điều gì và bài học cho đời sống chúng ta cần học là như thế nào. Câu 28 cho chúng ta, câu số 1 của đoạn này cho chúng ta biết rằng Isaac nghĩ rằng ông sẽ sắp qua đời. Và theo như các nhà giải kinh dựa vào cái thời gian mà Jacob sau này đi xuống gặp Pharaoh, ông nói rằng ông sống 130 năm cho đến thời điểm đó. Và dựa vào việc Joseph lên ngôi làm thủ tướng của Ai Cập, người ta tính ngược trở lại thì biết rằng thời điểm mà Isaac chúc phước cho Jacob này nó xảy ra vào khoảng lúc ông Isaac khoảng 137 tuổi. Có nghĩa là từ đoạn 26 cho đến đoạn 27 này có một thời gian khá là dài, độ khoảng trên 60 năm, một đoạn đường khá là dài. Và chúng ta đến với cái sự kiện quan trọng này khi Isaac nghĩ rằng mình sắp qua đời, nhưng thật ra ông còn sống khoảng 40 năm nữa từ cái thời điểm này. Và trong thời điểm đó thì ông quyết định ông sẽ chúc phước cho đứa con mà ông nghĩ rằng đó là đứa con đáng nhận được cái quyền con trưởng, đứa con mà sẽ nhận được cái lời hứa của Chúa cho Abraham. Và thay vì ông quyết định để làm theo điều Chúa đã báo trước cho ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 23 thì Chúa đã báo cho Rebecca biết rằng đứa con nhỏ là đứa con Chúa chọn chứ không phải là Esau. Nhưng mà Isaac lại chọn chúc phước cho Esau vì Isaac thương Esau hơn Jacob. Và cái sự phân biệt trong gia đình này nó đưa đến những hậu quả rất nghiêm trọng mà chúng ta sẽ đề cập đến trong khúc Kinh Thánh này. Điều đầu tiên chúng ta nói ở đây đó là khi đến một cái sự việc rất quan trọng phải quyết định thì Isaac lại quyết định dựa trên sở thích của mình chứ không phải là ý của Chúa. Sở thích của ông là ông thương Esau hơn Jacob. Sở thích của ông được đề cập ở đây nữa là ông thích ăn thịt rừng. Trong một giờ phút rất là quan trọng của cuộc đời thì Kinh Thánh đề cập đến cho chúng ta một tổ phụ đức tin từng rất gần gũi với Chúa, từng yêu mến Chúa trong đoạn 26 như thế nào. Thì sau khoảng 70 năm thì chúng ta lại gặp lại cái người tổ phụ đức tin đó thể hiện một đời sống rất là yếu đuối. Con người đó bây giờ đang bị kiểm soát bởi sở thích ăn uống chứ không phải là một đời sống khăng khít với Chúa. Trong một giờ phút rất quan trọng để truyền lại cái giao ước của Chúa cho Abraham, cho thế hệ tiếp theo, để truyền lại cái phước hạnh thuộc linh cho thế hệ tiếp theo, thì Isaac lại dựa trên cái điều đó là sở thích của mình chứ không phải là ý của Chúa. Ông biết rất rõ rằng Chúa nói rằng Chúa chọn Jacob chứ không phải chọn Esau. Nhưng mà ý hay là sở thích của Isaac đã vượt lên trên. Và đây là một điều mà xin Chúa giúp chúng ta có thể nhìn lại đời sống của chúng ta. Sở thích của chúng ta là điều quyết định hay là ý Chúa là điều quyết định? Chúng ta, nếu chúng ta quay lại đoạn 24, chúng ta có hình ảnh của một Isaac rất là tinh kính, một người đi ra đồng buổi chiều để suy gẫm về lời Chúa, suy gẫm về lời hứa của Chúa. Trước sự kiện quan trọng của đời mình trong việc thành hôn thì Isaac chọn để đi ra suy gẫm tìm kiếm Chúa. Nếu chúng ta đi xa hơn nữa thì
Isaac là một đứa con rất là vâng phục cha, để cho Abraham trói mình lại để dâng lên cho Chúa. Ông thể hiện một đức tin nơi Chúa rất là sắc son ngay khi còn là một thiếu niên. Nhưng mà đến thời điểm này, vào độ khoảng 137 tuổi, thì Isaac lại thể hiện một con người bị kiểm soát bởi cái thú vui hay là cái sở thích tạm thời của việc ăn uống, bị kiểm soát bởi cái sở thích của mình là mình thương đứa con Esau này hơn, vì nó có những cái sở thích giống mình trong việc ăn thịt rừng. Cho nên là bây giờ dù là mình biết rằng Chúa chọn Gia-cốp, nhưng mà mình vẫn thích Esau hơn. Một con người đã đi với Chúa đoạn đường dài đường ấy 137 năm. Và nếu trừ ra khoảng 12 năm đầu chưa thật sự biết Chúa thì cũng đã hơn 100 năm rồi Isaac đi với Chúa. Nhưng mà giờ này chúng ta chứng kiến một con người bị kiểm soát bởi sở thích của mình, chứ không phải là bởi ý muốn của Chúa. Có rất nhiều điều chúng ta cần nhận ra ở đây. Nếu so lại với Abraham, người cha của ông, trong lúc tuổi già thì Abraham đã thể hiện một đời sống đầy đức tin, đầy sự vâng phục. Abraham về tuổi già thì ông sai người đầy tớ đi chọn cho Isaac một người vợ, và ông nói rằng thiên sứ của Chúa sẽ đi trước ngươi làm thành điều mà Ngài đã hứa với ta. Abraham thể hiện một đức tin, một lòng yêu Chúa, tin cậy Chúa khi ông quyết định một vấn đề quan trọng. Nhưng mà điều đó thì không thể tìm thấy được trong gia đình của Isaac trong cái giờ phút quan trọng này. Chúng ta nghĩ thế nào về cái quyết định của Isaac? Đây có phải là một giờ phút lỗi lầm, hay là nó là kết quả của một hành trình xa Chúa từ từ? Nếu chúng ta trở lại từ đoạn 26 đến đoạn 27 này, có một thời gian dài độ khoảng 70 năm đó, Kinh Thánh không cho chúng ta biết bất kỳ một cái sự kiện quan trọng lớn lao nào xảy ra trên cuộc đời của Isaac. Hay chúng ta có thể nói rằng cái cuộc sống rất là êm ả mà Isaac trải qua đó, nó dần dần đưa Isaac xa Chúa mà ông không biết. Cái cuộc sống mà nó có vẻ rất êm ả, đôi khi nó là một cái điều rất là nguy hiểm. Nó làm cho một người thỏa mãn với những gì mình có và quên mất đi cái phước hạnh thật sự là Chúa, chứ không phải những gì mình đang có. Và cũng một thời gian chúng ta đã nói, từ lúc mà hai đứa con này được sanh ra, lời Chúa phán về tương lai hai đứa con này, sự lựa chọn của Chúa, đến thời điểm này nó là một thời gian cũng khá dài rồi, 70 năm rồi. Và Isaac có những lý luận về việc lời Chúa phán với mình có thể được giải thích theo cách mình hiểu. 70 năm trước Chúa nói rằng đứa nhỏ sẽ là đứa Chúa chọn, nhưng bây giờ 70 năm sau thì thấy rằng là mình có thể nghĩ theo cách của mình. Chúa chọn là một việc, nhưng mà mình thích là một việc. Và tôi muốn hỏi Hội Thánh, chúng ta có đang có một cái sở thích nào ngược lại với điều Chúa dạy hay không? Có một cái ước ao nào đó riêng của đời sống chúng ta thuận phục Chúa trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng mà có một lĩnh vực nào đó mà chúng ta vẫn tranh đấu với Chúa. Cái này con thuận phục Chúa được, cái kia con thuận phục Chúa được, nhưng mà có một lĩnh vực đặc biệt này là con muốn quyết định. Con muốn rằng ý con được nên chứ không phải ý Chúa. Và tại đây chúng ta thấy Isaac nuôi dưỡng cái sở thích của ông, cái ý riêng của ông, và ông để cho nó vượt lên trên ý Chúa. Một người đi với Chúa đã trên 100 năm, nhưng người đó vẫn thất bại trong một lĩnh vực rất quan trọng, khi quyết định một việc quan trọng. Việc chúng ta tin Chúa một thời gian dài là điều quý, nhưng chúng ta đừng quên rằng cái tuổi tác thuộc linh không đảm bảo rằng chúng ta có thể thất bại. Bước đi kinh nghiệm với Chúa trong quá khứ là điều rất quý, nhưng kinh nghiệm quá khứ đó nó không đảm bảo cho chúng ta có thể vâng phục Chúa trong hiện tại. Nếu chúng ta vẫn để một cái sở thích nào đó mà chúng ta nghĩ rằng đây là điều con không thể đầu phục Chúa được, đây là điều con vẫn muốn theo ý con, thì bài học này là một sự nhắc nhở cho chúng ta. Khi những ngày cuối năm đến, chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta nhìn lại đoạn đường đã qua của mình, cái ước muốn của mình có được thành hay chưa? Hay là cho đến tuổi này của đời mình rồi mà ước muốn mình vẫn chưa được thành, và mình sẽ quyết tâm là con sẽ thực hiện ý muốn của con trong thời điểm của con, trong cách thức của con. Chúng ta có đang tranh đấu với Chúa như Isaac tranh đấu hay không?
Xin Chúa nhắc chúng ta qua câu chuyện này để chúng ta cẩn thận về hành trình theo Chúa của mình. Trong câu số 7 là lời mà Rebecca trích dẫn, có cái dấu trích dẫn ở đó, đầu câu số 7 đó. Chúng ta thấy Rebecca nói lời trích dẫn lại của lời mà Isaac đã nói với Esau. Tôi xin đọc câu số 7. Hãy đem thịt rừng về nấu cho cha một món ngon để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va trước khi qua đời. Trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy Isaac vẫn đề cập đến danh giao ước của Chúa ở đây. Isaac vẫn đề cập đến sự hiện diện của Chúa ở đây. Nhưng mà Chúa đó không phải là đấng có quyền quyết định hoàn toàn trên cuộc đời của Isaac trong thời điểm này. Vì chúng ta nói về danh của Chúa trên đời sống mình, chúng ta đề cập đến sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, vì mình theo Chúa đó là chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng là đấng đó có quyền tuyệt đối quyết định trên quyết định của mình, hay là mình là người có quyền tuyệt đối. Và tại đây Isaac đang làm một việc hết sức nguy hiểm, đó là dùng danh Chúa nhưng mà làm theo ý mình. Và chúng ta sẽ đến phần sau, chúng ta thấy Gia-cốp cũng noi gấu cha mình trong vấn đề này. Isaac có thể đề cập đến danh của Chúa. Phần sau Isaac cũng đề cập đến danh Chúa nữa. Nói về danh Chúa không có vấn đề gì. Isaac vẫn tin Chúa, nhưng mà Isaac không để cho Chúa có quyền quyết định trọn vẹn trên cuộc đời ông. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta là những người có mặt trong nhà thờ, chúng ta đề cập đến danh Chúa trong gia đình mình, chúng ta treo cao gốc trong gia đình mình những vấn đề là Chúa có phải là đấng quyết định hay chúng ta là người quyết định. Chúa là đấng là vua của đời sống chúng ta hay chúng ta là vua của cuộc đời chúng ta. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta nhận thấy những điều đáng tiếc trong cuộc đời của Isaac trong giai đoạn này. Một điểm thứ hai mà chúng ta có thể nói đến, điều thứ nhất đó là Isaac quyết định dựa vào sở thích của mình chứ không phải ý Chúa. Điểm thứ hai chúng ta có thể nói về Isaac đó là Isaac không thảo luận với Rebecca trong vấn đề này. Chúng ta thấy Isaac có vẻ như khúc kinh thánh này trình bày chúng ta, Isaac làm một cách lén lút, chỉ nói với Esau mà không hề nói gì về Rebecca cả. Một sự kiện rất quan trọng, đây là tương lai của dòng đường dõi được lựa chọn, nhưng Isaac quyết định làm một cách lén lút. Và Esau, Rebecca đứng ở đâu đó, Rebecca vô tình nghe được, cho thấy rằng Isaac đang phá vỡ nguyên tắc hôn nhân. Chúng ta đã nói trong đoạn 24, đây là một hôn nhân của người được Chúa chọn, một hôn nhân rất là được phước. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là Isaac và Rebecca không có trách nhiệm nuôi dưỡng hôn nhân của mình rồi nó cứ được phước. Nó không phải như vậy. Chúa chọn chúng ta nhưng chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng hôn nhân của mình trong nguyên tắc của lời Chúa. Và tại đây Isaac đã phá vỡ nguyên tắc hôn nhân đó, là người nữ là người giúp đỡ Chúa chọn để cùng hướng dẫn đời sống gia đình. Thì đến đây Isaac quyết định một mình, ông không nói gì với Rebecca cả, không hề bàn bạc, không hề nói rằng hôm nay anh quyết định anh sẽ truyền cái ơn phước thuộc linh mà Chúa ban cho tổ phụ của mình là Abraham, bây giờ anh sẽ truyền lại cho đứa con. Không, Isaac không nói gì hết, lén lút và làm. Và tất nhiên là nó có hậu quả. Một khi chúng ta đi ngược lại với nguyên tắc của Chúa trong đời sống của mình thì chắc chắn nó sẽ có hậu quả. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta là những người có gia đình, chúng ta có đang giữ cái nguyên tắc hôn nhân của Chúa trong gia đình của mình hay không? Chúng ta có bàn bạc giữa vợ chồng trước những quyết định quan trọng hay không? Hay là chúng ta nghĩ mình có quyền quyết định? Chúng ta có chuyện làm ăn, chúng ta có bàn bạc, có chia sẻ với vợ chồng mình hay không? Hay là mình nghĩ rằng mình đủ khôn, mình đủ có quyền để mình quyết định, cho nên mình cứ quyết định thôi? Ở đây chúng ta thấy là điều rất là đáng buồn trong gia đình này. Mình ý chúng ta để ý từ đầu cho đến giờ phút này thì không có một cái câu nào đề cập đến việc Isaac cầu nguyện cả. Thật ra cũng khó cầu nguyện lắm, vì mình cố ý làm theo ý riêng mà cầu nguyện sao? Đúng không? Isaac biết rất rõ ý Chúa mà vẫn cố ý mà làm cầu nguyện sao bây giờ? Isaac đang cố ý để giải thích ý Chúa theo cái sở thích của mình, để mình làm theo cách của mình nghĩ, thì cầu nguyện thế nào? Chúng ta sẽ đến với Rebecca để chúng ta tìm bài học tiếp theo cho mình trong câu chuyện này. Từ câu 5 đến câu 17 thì chúng ta thấy Rebecca xuất hiện ở đó.
Và Rebecca khi nghe cái điều Isaac nói với Esau thì bà nảy ra một kế hoạch rất là nhanh chóng và rất là chi tiết. Chúng ta để ý cách Rebecca tiến hành cái kế hoạch của bà thì chỉ trong vòng vài phút thôi Rebecca rất là nhanh nhẹn. Bà nảy sinh ra một kế hoạch kêu con ra ngoài bắt con dê vô, rồi bà làm, rồi bà lấy da dê con và quấn lên cho Jacob, và bà biết rằng Jacob không có lông giống như Esau, cho nên bà làm rất là hoàn hảo kế hoạch của bà trong vòng rất là ngắn thôi, một thời gian rất là ngắn. Điều mà chúng ta thấy ở đây nó cũng bắt nguồn giống như Isaac, đó là vì bà thương Jacob hơn là thương Esau, cho dù cả hai đứa con là con hết. Nhưng mà Kinh Thánh đoạn 25 câu 28 cho chúng ta biết rằng là Rebecca thương Jacob hơn. Cái thứ hai nữa chúng ta có thể nói ở đây là gì? Là Rebecca nhớ lại lời Chúa nói với mình 70 năm trước đây, rằng là Jacob là người được chọn chứ không phải là Esau. Cho nên bây giờ là bà đi con đường mà Sarah đã đi trước đây, đó là bà muốn giúp Chúa một tay. Bà nghĩ rằng là bây giờ nếu mình không ra tay là cái chuyện này nó sẽ hư hết. Ông chồng mình ông sai rồi, cho nên là bây giờ là Chúa nói với mình là Jacob là người được chọn chứ không phải là Esau, cho nên bây giờ mình ra tay giúp Chúa một tay, giống như là Sarah đã làm trước đây. Điều đáng buồn ở đây đó là đáng lý ra trong giờ phút này Rebecca nên vào nói chuyện với Isaac, nên nói lại với Isaac rằng anh ơi, trước đây Chúa nói với em, anh đã nói với em, đã nói với anh rồi, nhưng sao bây giờ anh lại làm như vậy? Rebecca lại không làm điều đó. Và điều thứ hai mà Rebecca có thể làm trong thời điểm này đó là bà nên cầu nguyện với Chúa, là Đấng đã phán với bà, và nếu bà tin rằng Chúa có quyền để giữ cái lời phán của Ngài thì bà sẽ đến với Chúa để xin Chúa can thiệp. Và Rebecca cũng không làm điều này. Cả điều hai điều nên làm thì Rebecca không làm. Bà ra một kế hoạch để kêu Jacob hợp tác với bà để lừa gạt chồng mình, để có được điều bà muốn. Và đây là điều xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận tránh cái vết xe đổ. Điều mà chúng ta thấy ở đây là gì? Đó là sự cầu nguyện, sự thờ phượng đã vắng bóng trong gia đình này không biết từ bao lâu rồi. Cho nên khi họ đối diện với một tình huống khẩn cấp cần phải quyết định, thì họ quyết định bằng sự khôn ngoan của mình, chứ không phải bằng sự nhờ cậy Chúa. Họ quyết định bằng việc toan tính của mình, chứ không phải nhờ cậy nơi sự hướng dẫn của Chúa. Và tôi muốn hỏi chúng ta là những người có mặt trong nhà Chúa, những người chúng ta đang nghe lời Chúa, sự cầu nguyện và sự thờ phượng nó có trong đời sống chúng ta hay không? Hay là nó đã vắng đi trong đời sống chúng ta nhiều lắm, lâu lắm rồi? Cuộc đời của Isaac là cuộc đời chỉ có một lần lọc bàn thờ cho Chúa, được ghi lại trong đoạn 26 mà thôi. Nó rất khác với cuộc đời của Abraham. Cuộc đời của Abraham là cuộc đời liên tục của sự thờ phượng, của sự cầu nguyện. Dĩ nhiên không phải Abraham không có vấp ngã, nhưng mà cuộc đời của Isaac rất tiếc, trong gia đình này đã vắng sự cầu nguyện, vắng sự thờ phượng lâu lắm rồi. Và nó dẫn đến cái hậu quả không thể tránh khỏi. Chúng ta, những người có gia đình, chúng ta có thời giờ cầu nguyện gia đình, lễ bái vợ chồng, con cái với nhau hay không? Hay là cái việc đó nó đã lâu lắm rồi chúng ta không hề làm? Chúng ta có thấy đó là nền tảng để giữ đời sống gia đình của mình trong sự kính sợ Chúa, trong sự phước hạnh? Hay là chúng ta nghĩ đến chỉ những gì chúng ta có hay không có về đời này? Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta lặp lại sự cầu nguyện cho cá nhân của mình, cho gia đình của mình nếu nó đã mất đi khỏi đời sống chúng ta. Ta đến với nhân vật thứ ba trong câu chuyện này, đó là Jacob. Từ câu 5 đến câu 27 chúng ta thấy Jacob được đề cập đến đây. Và khi mà Rebecca nói với ông rằng con hãy hợp tác với mẹ trong cái kế hoạch của mẹ, thì Jacob nói sao? Jacob nói không được, vì nếu mà cha phát hiện thì con nhận rủa xả. Vấn đề của Jacob là gì? Jacob không quan tâm đến việc đúng sai. Jacob chỉ quan tâm đến việc là có lợi hay không có lợi mà thôi. Jacob chỉ quan tâm đến vấn đề là sợ mình gánh lấy thiệt hại, chứ Jacob không quan tâm đến việc là việc mình làm này là sai. Chúng ta nhớ rằng Jacob lúc này đã 70 tuổi ha, chứ không phải là trẻ. Chúng ta quyết định một vấn đề nào đó, chúng ta dựa trên nguyên tắc là kính sợ Chúa, hay là chúng ta dựa trên nguyên tắc là lợi ích cho mình, thưa hội thánh?
Ở đây Gia-cốp quyết định làm hay không làm chỉ vì một động cơ, đó là nó có được hay là nó thiệt hại. Chứ không phải là kính sợ Chúa, Gia-cốp không có khái niệm gì ở đó ở đây cả. Gia-cốp không có khái niệm là đúng hay sai. Gia-cốp chỉ nói rằng bây giờ nếu con làm này mà lỡ ổng phát hiện ra là con gánh lấy rủa xả. Và đến câu 13 thì Rebecca bảo kê thì Gia-cốp hợp tác 100%. Gia-cốp hết lòng luôn hợp tác. Sau khi được mẹ bảo kê rằng bây giờ nếu mà có rủa xả mẹ nhận thai cho con, là Gia-cốp nhảy vô liền. Cái việc làm của chúng ta, cái việc quyết định của chúng ta dựa trên tiêu chuẩn nào trong đời sống khi chúng ta phải quyết định? Dựa trên đúng sai, dựa trên lòng kính sợ Chúa hay là dựa trên lợi ích của chính mình? Tại đây chúng ta thấy Gia-cốp không có gì đáng để Chúa ban phước cả, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Ông không có gì tốt cả. Và vì cớ ông không có nguyên tắc, cho nên chúng ta thấy trong câu 19 và câu 24 thì Gia-cốp hai lần nói dối về mình. Khi Isaac hỏi con là ai thì Gia-cốp nói rất là nhanh nhẹo, con là Esau. Và khi mà Isaac sanh nghi rồi, vì ông nghe cái tiếng của Gia-cốp khác với tiếng Esau, thì ông hỏi rằng sao con đi săn nhanh vậy. Thì Gia-cốp không ngại để dùng danh Chúa nói dối. Đây là một việc rất nghiêm trọng. Ông nói rằng nhờ Chúa của cha giúp con săn nhanh như vậy. Khi chúng ta không sống theo nguyên tắc của lời Chúa thì chúng ta sẽ phải từng bước đi xa hơn, xa hơn. Lúc đầu là nói dối hai lần về mình là ai, kế đến nữa là dùng danh Chúa để nói dối là điều hết sức nghiêm trọng. Và chúng ta biết rằng Gia-cốp phải trả giá vô cùng đắt cho cái tội này. Chúng ta sẽ đến trong những đoạn sau. Gia-cốp trả giá rất đắt. Từ giờ phút này trở đi, Gia-cốp phải trả giá cho đến gần cuối đời cho cái tội này. Dĩ nhiên Chúa vẫn ban phước, nhưng mà hậu quả là điều Gia-cốp phải gánh. Gia-cốp đã 70 tuổi, Gia-cốp có đủ trách nhiệm trước mặt Chúa. Gia-cốp không thể đổ lỗi cho Rebecca được. Sau giờ phút này là Gia-cốp phải đứng dậy chạy khỏi nhà. Từ một đứa con của một vị tộc trưởng trở thành một người nô, giống như sống như một kiếp nô lệ vậy. Và Gia-cốp sau đó bị La-ban gạt 10 lần, bị con của mình gạt, và ông phải sống trong nỗi đau đớn đó cho đến gần khi ngày cuối đời ông đến, ông gặp Joseph thì ông mới biết rằng ông bị gạt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng việc chúng ta dùng danh Chúa để nói dối là điều rất nghiêm trọng. Trong 10 điều răn Chúa nói với chúng ta rằng đừng lấy danh Chúa mà làm chơi. Và Gia-cốp rơi vào cái tội này. Mặc dù lúc đó chưa có điều răn, nhưng hậu quả là vẫn rất rõ ràng. Điều mà Gia-cốp thúc đẩy ông làm tất cả những điều này là vì sao? Vì ông không có đức tin nơi Chúa. Ông không có đức tin rằng Chúa, nếu Chúa chọn ban phước cho mình thì Chúa sẽ có cách ban phước cho mình, không cần phải làm như vậy. Chúng ta khao khát ơn phước Chúa là điều tốt, nhưng chúng ta không, nếu chúng ta không có đức tin nơi Chúa là đấng có quyền thực hiện chương trình của Ngài trên đời sống của chúng ta, thì trong những giờ phút đối diện với cái mất cái được, chúng ta sẽ rất dễ hành động sai trật như Gia-cốp ở đây. Và như chúng ta đã nói, vì cớ Isaac đã làm gương xấu cho Gia-cốp khi Isaac nói đến sự hiện diện của Chúa nhưng làm theo ý riêng của mình, thì nó ảnh hưởng đến Gia-cốp chính chỗ này. Gia-cốp cũng sử dụng danh Chúa để làm theo điều mình muốn. Cha phạm, bây giờ con cũng phạm, giống nhau. Xin Chúa cho chúng ta là những người làm cha làm mẹ, chúng ta phải cẩn thận trách nhiệm chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta làm gương cho con của mình. Cái gì chúng ta dạy nó có thể nó sẽ ảnh hưởng ít hơn những gì chúng ta hành động trong gia đình của mình. Con cái chúng ta, con cháu chúng ta sẽ nhìn cách chúng ta phản ứng và nó sẽ học theo điều đó. Cách chúng ta cư xử với lời Chúa, cách chúng ta cư xử với danh của Chúa, cách chúng ta quyết định trong đời sống, nó sẽ để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng. Chúng ta đến với cái lời chúc phước của Isaac. Từ câu 27 đến câu 29 là lời chúc phước của Isaac. Ở đây chúng ta thấy Isaac chúc phước cho Gia-cốp, xin lỗi, cho Esau một phần của những gì mà Chúa đã hứa cho Abraham trước đó. Ông nói đến những phước hạnh về vật chất nhiều hơn. Cuối, chỉ cuối trong cái phần chúc phước của ông thì ông mới đề cập đến đó là
Ai nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa lại, ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại, ở trong câu số 29 đó. Có nghĩa là trong cái giai đoạn sa sút thuộc linh của Isaac, vì cứ sống theo sở thích của mình đó, thì ngay cả cái lời chúc phước của ông nó cũng không thật sự trọn vẹn những gì mà ông phải làm. Và đây là một lời hứa mà trong đầu của Isaac lúc này vẫn là Esau đang nhận, chứ không phải là Jacob. Và ông chúc phước cho đứa con của mình ngược lại với những gì Chúa đã phán trước với Rebecca về việc là đứa nhỏ được chọn. Đến câu 33 thì chúng ta thấy một chi tiết rất đặc biệt ở đây. Isaac giật bắn cả người, run rẩy hỏi: vậy đứa nào đã săn thịt rừng và đem vào mời cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết và chúc phước cho nó rồi, vậy là nó đã được ban phước. Tại sao Isaac giật bắn cả người, run rẩy? Không phải vì Isaac thấy rằng mình bị gạt bởi con mình, nhưng mà vì Isaac chợt nhận ra rằng Chúa đã làm hư kế hoạch của ông. Ông chợt nhận ra rằng Chúa đã có hiện diện thật sự để khiến cho kế hoạch chống đối ý muốn Chúa của ông bị thất bại. Cho dù ông đã lên kế hoạch khá là kỹ càng, nói nhỏ với Esau để làm chuyện này một cách kín dấu, nhưng mà ông không qua được Chúa. Chúa đã hiện diện, Chúa đã tể trị trên những cái lỗi lầm, những dốc ngã của gia đình này, trên sự thất bại của Isaac trong việc dân phục Chúa, trên sự sai trật của Rebecca, trên sự sai trật của Jacob, để Chúa thực hiện chương trình của Ngài. Vượt trên tất cả những lỗi lầm, những dốc ngã của chúng ta, thì chương trình và ý định của Chúa vẫn sẽ thực hiện. Ở đây Isaac, ông giật bắn cả người lên và ông bàng hoàng về việc kế hoạch của ông đã bị thất bại. Chúa đã thể hiện cái quyền tể trị tuyệt đối của Ngài về việc Chúa đã chọn thì Ngài có cách để làm thành. Dĩ nhiên không có nghĩa rằng Chúa hợp tác với những cái sự sai trật của gia đình này, nhưng mà trong cái sự lỗi lầm của con người, Chúa vẫn có cách để sử dụng chương trình của Ngài. Giống như việc của Joseph sau này, các anh của ông toan hại ông, nhưng mà Chúa làm điều tốt cho ông và chương trình của Ngài. Điều chúng ta cần nói ở đây là gì? Kết câu 33 thì Isaac nói rằng vậy là nó vẫn được ban phước. Tại sao Isaac nói câu này? Giờ đây ông bắt đầu nhận tội một cách gián tiếp. Ông không tiếp tục để chống lại Chúa nữa. Ông nhận ra rằng mình đã sai. Chúa đã thực hiện kế hoạch của Ngài, cho nên ông nói rằng vậy nó vẫn được ban phước. Ông không tiếp tục chống đối nữa. Đây có thể nói là một giờ phút có thể bắt đầu cho một cái hành trình phục hồi của Isaac. Qua đến đoạn 28 chúng ta sẽ thấy tại đó Isaac thật sự được phục hồi để chúc phước cho đứa con của mình đúng theo những gì mà Chúa đã nói với Abraham. Tuần sau chúng ta sẽ học về điều đó. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết cái sự can thiệp của Chúa trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đang đi trong ý riêng của mình, nếu chúng ta cố gắng lèo lái sự việc theo ý riêng của mình, thì hãy nhớ rằng Chúa vẫn theo đuổi để ban phước, và Chúa vẫn theo đuổi để sửa trị chúng ta. Chúa vẫn dùng cơ hội này để đem Isaac trở lại với một người biết đầu phục Chúa. Chúng ta có đang cần Chúa đem trở lại với việc Chúa muốn chúng ta đầu phục Chúa hay không? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra. Ta đến với nhật thứ tư trong khúc kinh thánh này, đó là Esau. Sau khi Esau nhận biết rằng là cha đã chúc phước rồi, thì kinh thánh ghi với chúng ta từ câu số 34 đến câu 41, đó là Esau bật lên khóc rất là lớn. Nhưng mà chúng ta không thấy tìm được một cái chi tiết nào cho thấy Esau ăn năn về nếp sống của mình cả. Esau khóc không phải vì nhận biết lỗi lầm. Esau khóc vì ông tức, vì ông mất cái cơ hội nhận phước. Esau khóc vì ông thấy ông mất cái phần mà ông nghĩ rằng nó là của mình. Và Hebrew nói với chúng ta rằng Esau là một con người phàm tục gian dâm. Hebrew 12 câu 15. Thật anh em biết rằng vì sao ông muốn được chúc phước nhưng bị từ chối, mặc dù khóc lóc cầu xin cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha mình đã làm rồi. Esau chỉ muốn được phước, chứ Esau không quan tâm đến đấng ban phước đó là ai. Esau chỉ muốn được phước, chứ Esau không quan tâm đến việc mình phải có mối liên hệ với đấng ban phước đó. Đó không phải là khái niệm của cuộc đời Esau. Esau là con người chỉ sống cho quyền lợi trước mắt. Esau là người sống vì nhu cầu trước mắt. Khi Esau còn trẻ,
30 năm trước thì Esau sẵn sàng đổi quyền trưởng nam cho một cái tô canh mà ông thích. Chúng ta đừng quên rằng Esau là con của một tộc trưởng rất giàu có. Gia đình Esau có hơn 300 đầy tớ. Esau ngồi đó búng tay có người đem đồ ăn tới, chứ không phải là Esau cần đi tìm đồ ăn đâu. Nhưng vì Esau thích cái tô đó đó, chứ còn những thứ khác Esau không thích. Chúng ta đừng quên rằng trong gia đình của Isaac thiếu đồ ăn, nó không có thiếu đồ ăn. Hơn 300 đầy tớ thì chúng ta biết rằng không phải là một gia đình nghèo. Nhưng mà vì Esau muốn cái tô này, cái tô mà mình đang thích, còn những cái thứ khác trong nhà mình không thích. Việc chúng ta thấy Esau là con người sống để thỏa mãn cái nhu cầu trước mắt của mình, chứ không phải điều mà Chúa muốn ban, hay là mối liên hệ với Chúa là điều Esau không quan tâm đến. Xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng quan trọng đó là mối liên hệ chúng ta với Chúa mới là phước, chứ không phải là những gì chúng ta nhận nơi Ngài. Và sau khi mà không nhận được phước rồi thì sao? Thì sao lên kế hoạch giết em của mình? Điều đó nó chứng tỏ rất rõ rằng Esau không hề có lòng kính sợ Chúa. Điều đó nó chứng tỏ rằng Esau không có chỗ cho Chúa trong cuộc đời của ông. Đối với Esau là quyền lợi của mình là số một. Chúng ta có đang sống giống như Esau không? Quyền lợi của tôi là số một. Lợi ích của tôi là trên hết. Tôi muốn nhận phước từ nơi Chúa, chứ tôi không quan tâm đến mối liên hệ với Ngài. Và đến đây chúng ta nói đến một số cái hậu quả của cái việc một gia đình sống thiếu sự cầu nguyện, thiếu sự thờ phượng Chúa. Chúng ta nói đến một số cái hậu quả ở đây. Từ câu 42 cho đến câu 46 thì Rebecca phát hiện ra kế hoạch của Esau giết Jacob, và bà kêu Jacob chạy qua nhà anh của mình là Laban. Chúng ta đã nói trước đây, một đoạn đường độ khoảng 800 cây số đường thẳng, 1400 cây số đường thương mại, để qua đó trốn một thời gian. Và Rebecca dự định rằng là Jacob ở đó một vài ngày, một vài tuần thôi rồi sẽ trở về. Bà nói rằng bà sẽ sai người đem Jacob trở về. Nhưng mà chúng ta biết rằng dựa vào những phần kinh thánh phía sau này thì đây là cuộc ly tán của gia đình này. Kể từ giờ phút này Rebecca không còn gặp lại Jacob một lần nữa. Cái giá mà Rebecca phải trả rất đắt cho cái việc sai trật của mình. Ông đi một chuyến đi tưởng chừng vài tuần thì nó thành một chuyến đi 20 năm. Và Jacob và Rebecca đã qua đời trong thời gian đó. Mẹ con không còn gặp mặt nhau một lần nữa. Thời đó không có điện thoại, không có Facebook, không có gì cả. Đi là đi vĩnh viễn. Cái giá của tội lỗi, của việc sống theo ý riêng, cái quyết định theo sự khôn ngoan của mình, nó là rất đắt. Xin Chúa cho chúng ta nhớ điều đó. Nếu chúng ta đang nuôi dưỡng một cái sở thích riêng nào của mình mà nó ngược lại với Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta đến với bài học này và hiểu rằng cái giá của nó là rất đắt. Và như chúng ta đã nói lúc đầu, Jacob cũng trả cái giá vô cùng đắt. Chúa vẫn ban phước cho Jacob, đó là điều rõ ràng. Nhưng mà hậu quả của việc làm là điều không tránh khỏi. Galati nói với chúng ta rằng hãy ai gieo giống chi thì gặt giống ấy. Xin Chúa cho chúng ta cẩn thận trong đời sống của mình khi quyết định. Jacob kể từ giờ phút này, ông sẽ bắt đầu một hành trình phiêu lưu 20 năm nơi xứ người. Nơi đó, sau này ông tóm tắt lại hành trình đó là ngủ cũng không được, ăn cũng không có, ngủ thì ngủ lạnh. Và sống vô cùng khốn khổ 20 năm đó. Để có cái điều mà đáng lý ra ông chỉ được nhận, ông có thể được nhận nơi Chúa, mà ông không cần phải hành trình như vậy. Chỉ vì ông không tin cậy Chúa. Bốn nhân vật trong câu chuyện này, Isaac, Rebecca, Esau và Jacob đều có điểm giống nhau, đó là họ hành động bằng sự vô tín. Họ hành động bằng sự khôn ngoan riêng của mình. Họ hành động vì sở thích của mình và không tin cậy nơi Chúa. Jacob có lòng khao khát ơn phước Chúa, nhưng ông không tin cậy đến sự tệ trị của Chúa. Cho nên ông quyết định như vậy. Chúng ta có tin cậy đến sự tệ trị của Chúa cho đời sống mình không? Khi chúng ta đang đối diện với một tương lai rất bấp bênh phía trước. Chúng ta có tin rằng Chúa có quyền hoàn thành
chương trình của Chúa chúng ta hay không? Câu gốc của chúng ta trong Thi Thiên đoạn 138 câu 8. Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con. Xin Chúa cho chúng ta tin cậy Chúa chứ không phải nơi sự khôn ngoan của mình. Tin cậy nơi quyền tể trị của Chúa là đấng có quyền hoàn thành kế hoạch của Ngài, cho dù cả bốn thành viên gia đình này đều sai cả, nhưng mà Chúa vẫn có cách để hoàn thành chương trình của Ngài cho đời sống của Gia-cốp. Và Chúa cũng có cách hoàn thành chương trình của Ngài cho đời sống của chúng ta. Nhưng điều đáng buồn hơn hết đó là vì họ không có đức tin và hành động bằng sự khôn ngoan, bằng kế hoạch, bằng sự lừa dối, dẫn đến gia đình ly tán, gia đình mất phước. Và chúng ta thấy câu kết của đoạn Kinh Thánh này, câu 46 đó, Rebecca nói như thế nào? Tôi chán, không còn muốn sống nữa. Một cuộc đời sống, lẽ sống của Rebecca là con cái, là dâu, chứ không phải là Chúa. Lẽ sống của cuộc đời chúng ta là gì? Là con của mình, là những gì mình mong ước, hay là Chúa? Chúa đã hỏi câu hỏi này với Abraham trên đỉnh núi Moria, là Isaac hay là Chúa? Thì Abraham đã trả lời được câu đó. Nhưng mà Rebecca cho đến giờ này thì bà không trả lời được câu này. Bà sống cái lẽ sống của Rebecca là con, là dâu, chứ không phải là Chúa. Việc chúng ta thương con cái của mình là điều bình thường, nhưng việc chúng ta để cho con cái trở thành cái lẽ sống của mình thì nó là điều bất thường. Và nó trở thành một cái tội. Chúa dựng nên chúng ta có tình thương đối với con cái chúng ta là điều bình thường. Nhưng mà nó không được phép vượt lên cái chỗ của Chúa là đấng đem đến chúng ta lẽ sống của đời chúng ta. Đối với Rebecca là con cái, đối với chúng ta là gì? Là chồng, là vợ, là sự nghiệp, hay là điều gì? Là lẽ sống của chúng ta. Rebecca nói rằng là tôi không muốn sống nữa. Vì nếu mà Gia-cốp cưới một người nào giống như Ê-sao đã làm đó, thì tôi thấy rằng tôi không có lý do gì để sống cả. Đối với chúng ta thì sao? Lẽ sống chúng ta là gì? Là sự thành công, là bằng cấp, là người chồng, người vợ, là con cái, là sự nghiệp, hay là một cái điều gì đó mà chúng ta đang thờ nó và nó đang chiếm lấy cái vị trí của Chúa trong cuộc đời của mình? Chúng ta đến với những ngày cuối năm này, chúng ta đang đối diện với rất nhiều thách thức. Nhưng mà cái thách thức đó nó cũng giúp bộc lộ ra cái thực trạng của chúng ta, là chúng ta đang sống vì Chúa hay vì một điều gì khác, vì một người nào khác. Chúng ta sẽ quyết định là vì cớ chúng ta tin cậy Chúa, hay là chúng ta quyết định là vì cớ quyền lợi và sở thích của mình. Quyết định của chúng ta nó có phá vỡ một cái nguyên tắc nào đó của Chúa hay không? Ở đây chúng ta thấy Isaac, Rebecca, Jacob, Esau, tất cả đều quyết định phá vỡ những nguyên tắc của Chúa trong những lĩnh vực khác nhau. Còn chúng ta có phá vỡ một nguyên tắc nào đó của Chúa trong đời sống chúng ta nếu chúng ta quyết định một điều gì đó không? Đây là điều vì sao chúng ta cần thập tự giá của Chúa Giê-xu. Chúng ta đến với mùa lễ Giáng sinh. Chúa giáng thinh để vâng phục Đức Chúa Trời thay cho sự bất phục của chúng ta. Isaac đã cố ý làm ngược lại với Chúa, và chúng ta cũng không khác gì hơn. Chúng ta không thể vâng phục ý Chúa được, vì vậy Chúa Giê-xu đã đến để vâng phục thay chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không vâng phục được Chúa một cách trọn vẹn, đầu phục Chúa một cách hoàn toàn, thì chúng ta hãy đến với Chúa và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con có cái lĩnh vực này con không vâng phục được, xin Chúa giúp con. Có lĩnh vực này con đang sống, nó là lẽ sống của đời con, chứ Chúa không phải thật sự là lẽ sống của đời con. Mặc dù miệng con vẫn nói đến danh Chúa, miệng con vẫn nói đến Chúa đó, nhưng mà Chúa thật sự chưa phải là Chúa của đời con. Ngài chưa thật sự là đấng kiểm soát, có quyền 100% để đưa ra quyết định trong đời con, mà sở thích của con vẫn là Chúa của đời con, chứ không phải là Chúa. Có một lĩnh vực nào đó chúng ta đang cần thập tự giá của Ngài giải quyết sự không vâng phục của chúng ta hay không? Có một lĩnh vực nào đó mà chúng ta ham thích, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta vâng phục Chúa lĩnh vực nào trên lĩnh vực đó thì không thể được. Để là giờ phút xin Chúa cho chúng ta có thể ăn năn với Chúa, xin Ngài phá tan đi những cái lẽ sống sai trật của chúng ta
và chúng ta thật sự trở lại Chúa là lẽ sống của đời con, chứ không phải là bằng cấp, không phải là kế hoạch này hay là công việc kia con phải hoàn tất, hay là người nào đó con phải có trong cuộc đời con, mà là Ngài là tất cả cho con. Nếu chúng ta chưa có thể làm được điều đó thì chúng ta xin Chúa giúp chúng ta đến với Ngài, xin Chúa giúp chúng ta, vì thập tự giá của Chúa mới có thể giải quyết sự không vâng phục của lòng chúng ta được. Chúng ta sẽ không bao giờ tự mình có thể vâng phục Chúa một cách trọn vẹn được. Và nếu chúng ta không vâng phục Chúa một cách trọn vẹn được, chúng ta cứ tiếp tục nuôi dưỡng nó trong đời sống chúng ta, thì đến một lúc nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ mà nó đã đưa Isaac đến. Và nó ảnh hưởng đến toàn bộ cả gia đình này. Nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta khi chúng ta không vâng phục Ngài một cách trọn vẹn. Xin mời Thánh đứng lên cầu nguyện. Chúng ta quyết định dựa trên tiêu chuẩn lời Chúa hay sở thích của chúng ta. Hãy đến với Chúa. Hãy nói với Ngài, Chúa ơi, con lĩnh vực nào đó trong đời sống con chưa đầu phục Ngài. Xin Chúa tha tội cho con. Hãy nhớ rằng Chúa là đấng tẩy trị tuyệt đối. Ngài đã làm bài kế hoạch của Isaac. Để thực hiện kế hoạch của Ngài, Chúa cũng muốn làm điều đó trên đời sống của chúng ta. Để thực hiện kế hoạch của Chúa trên đời sống của chúng ta. Vì ý muốn và chương trình của Ngài là trọn vẹn, chứ không phải sở thích của chúng ta. Là Chúa đấng đã đến để vâng phục thay cho sự không vâng phục của chúng con. Đấng đã đến để chết thay cho tội làm theo ý riêng của chúng con. Nên đã đến để chết thay cho tội không thật sự tôn Chúa là Chúa trong cuộc đời của chúng con. Xin tha thứ cho những quyết định theo ý riêng của chúng con, theo sở thích của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con vẫn tranh đấu với Chúa trong một lĩnh vực nào đó của đời sống. Nếu lẽ sống của chúng con là một điều gì đó, là một ai đó, chứ không phải là chính mình Ngài, thì lại Chúa xin thập tự giá của Ngài cứu chúng con. Quyết chuyên con làm sạch tội chúng con. Xin cho chúng con đức tin nơi Ngài là đấng có quyền để tẩy trị và hoàn thành chương trình của Ngài, để đời sống chúng con theo cách của Chúa, chứ không phải theo sự khôn ngoan riêng của chúng con, không phải theo mưu kế của chúng con. Chúa ơi, xin kéo chúng con lại gần Ngài. Xin ban cho chúng con đức tin nơi Chúa để chúng con trải nghiệm được một đời sống phước hạnh của những Ngài của trời ở trên đất mà Ngài muốn ban cho mỗi cuộc đời chúng con. Chúa ơi, xin đến với chúng con ngay trong chỗ chúng con đang đối diện. Chúng con không thể tự thoát ra khỏi được. Xin Ngài giúp chúng con nhận ra thực trạng của chính con. Xin đem chúng con lại trong mối tương giao với chính mình Ngài là nguồn của phước hạnh. Xin đừng để chúng con bị kiểm soát bởi những phước hạnh, nhưng được kiểm soát bởi chính mình Ngài. Ở trong mối tương giao khăng khít với Chúa, con biết ơn Ngài. Chúng ta cùng hát với nhau bài hát tin cậy vâng lời. Chúng ta không hành động theo ý riêng của mình. Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời kinh thánh sáng soi đây, đưa sự vinh hiển uy hoàng Chúa muôn đời. Vì mang ý Chúa trên trời, Ngài vui dâng cho ta hỏi, và cùng mọi kẻ hãy tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ các chị trong đời, bố phơ thiên đường ai ơi. Hằng chỉ tin cậy vâng lời. Chúng ta hát nhanh hơn một chút. Tuy nhiên chẳng chung mây mù, này không mong tôi âm mù, nụ cười về đánh ta mọi lỡ sương đời. Còn đâu thôi thương vô ngờ, còn đâu khóc lâu nghi ngờ, thôi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ các chị trong
trong lời cầu nguyện chung. Lạy Cha Chúa con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho ông con hôm nay được ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con, như con tha kẻ phạm tội cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, sống của chúng con khỏi điều ác. Vì nếu quyền vinh hiển thuộc về Cha để đời vô cùng. Amen. Nguyện xin ân điển của Chúa Giêsu, tình yêu thương của Đức Chúa Cha sẽ vận hành Thánh Linh ở với chúng con, cho chúng con sống quyết định theo lời của Chúa, tin cậy vâng lời Ngài, để trải nghiệm đời sống phước hạnh từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm.